thống kê cho thấy thì cứ 100 bệnh nhân tiểu đường sau 1 tháng sử dụng cây dây thì canh thì đã có 98% bệnh nhân ổn định được lượng đường huyết. Và có thể nói rằng hiện nay thì cây dây thì canh đang là một trong những vị thuốc hàng đầu trong việc sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường. Hiện nay thì việc sử dụng cây dây thì canh chủ yếu là sử dụng độc vị cây dây thì canh để sắc uống. Ngoài cách trên thì chúng ta cũng có thể kết hợp với những cây thuốc khác để tăng cường hiệu quả điều trị bệnh. Ở video này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách kết hợp cây dây thì canh với những vị thuốc khác để giúp tăng cường hiệu quả điều trị bệnh tiểu đường như sau. Thứ nhất là cây dây thì canh thì chúng ta có thể kết hợp với cây mướp đắng, cây dây thì canh kết hợp với cây nở ngày đất, cây dây thì canh kết hợp với nấm linh chi và cây dây thì canh kết hợp với nấm liêm xanh. Có rất là nhiều các hình thức để kết hợp để tăng cường hiệu quả điều trị bệnh. Nếu như là bạn ở vùng nào mà có sẵn cây thuốc nào thì bạn có thể kết hợp cây thuốc đấy với cây dây thì canh vì nó sẽ mang lại hiệu quả điều trị bệnh rất là tốt và đặc biệt là không hề gây tác dụng phụ. Để biết cụ thể về liều lượng kết hợp từng vị thì các bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.